nên làm giải phẫu của mặt ngoài của cái khớp cổ chân. Thì trên hình ảnh các bạn thấy rõ nhất là hai cái gân của cái phía ngoài này, là gân mặt ngắn và gân mặt dài. Thì hai gân này nó chạy nằm trong một cái bao chung, gọi là bao chung của gân mặt. Thì cái gân mặt ngắn này, nó nằm phía trước, gân mặt dài ấy, nó nằm phía sau. Rồi chúng ta có cái mạc dự gân cơ mạc trên, nó có mạc dự gân cơ mạc dưới. Đây nó giữ các cái gân này nó nằm trong một cái bao đi cùng với nhau. Thì gân cơ mạc ngắn nó chạy phía trước gân cơ mạc dài, và nó bám vào cái đỉnh của cái xương bàn số 5. Còn gân cơ mạc dài nó chạy xuống phía dưới một chút, rồi nó đi vòng, nó bám đến phía xa hơn các cái ngón khác của cái bàn chân. Ở đây chúng ta thấy có các cái dây chằng, đó là các bạn thấy có cái dây chằng giữa cái xương mát và xương chày, rồi gọi các cái dây chằng nó nối giữa xương mát với các khối xương cổ chân, ví dụ như dây chằng sên mát. Đây có dây chằng sên mặt trước và dây chằng sên mặt sau. Rồi chúng ta có dây chằng gót mát, nó chạy từ đỉnh xương mát xuống bám vào cái xương gót. Rồi chúng ta có dây chằng giữa xương mát và xương chày, chúng ta có dây chằng chày mát trước và dây chằng chày mát sau. Thì những cái dây chằng này chúng ta có thể thấy được trên cổng hướng từ. Thì bạn nhớ cái vị trí dưới như dây chằng chày mặt trước chày ngang, nó nối cái mặt trước của xương chày và xương mặt. Dây chằng chày mặt sau nó chày hướng ngang và nó nối cái mặt sau của xương chày và xương mặt. Đây. Ở mặt trong của khớp cổ chân thì chúng ta có nhiều cái gân. Trên hình ảnh này thì cái gân nó cắt rồi. Chúng ta thấy có cả cái dây chằng à, cái màng nó chạy hết chậm, đợi chút chuyển qua cái hình slide phía sau này. Các bạn thấy ở trên hình ảnh này là các cái dây chằng nó nối giữa cái xương xương chày và cái khối xương cổ chân. Thì có rất là nhiều cái dây chằng, chúng ta có dây chằng sên chày sau này, dây chằng sên chày trước, dây chằng chày ghen nối giữa xương chày và xương ghen, và dây chằng chày gót. Nếu chúng ta thấy có hầu như các cái khối xương cổ chân ở đây nó đều có cái dây chằng nối với cái đỉnh của xương chày, đây là cái mắt cá trong này, chày xương sau, chày xương trước, chạy gót, rồi chạy chạy ga. Thì như tôi nói ở cổ chân này có rất nhiều các cái gân đi qua, hay là các cái gân của các cái cơ, thì chúng ta có nhiều cái cơ khác nhau, có nhóm cơ cơ gấp bàn chân, gấp cổ chân, xin lỗi, cơ gấp cổ chân này, cơ duỗi cổ chân này, rồi cái gân Asin này thuộc vào cái nhóm gân gân gấp. Thì các cái gân đấy trên cổng hướng tư á, chúng ta sẽ thấy nó hình tròn, rồi chúng ta cắt ngang qua cái gân, hoặc là hình ống dài này, chúng ta cắt dọc theo cái trục của nó. Và các gân thì nó sẽ giảm tín hiệu trên cả chuỗi súng T1 và chuỗi súng T2 cũng như chuỗi súng PD. Nếu nó xuất hiện các cái vùng tăng tín hiệu ở trong các gân thì là có bất thường, thì thường là thoái hóa gân hoặc là rách gân một phần
hay là toàn phần, rồi có thể là có các cái viêm giống như viêm bao gân vân vân. Thì cái chuỗi xung T1 á, nó sẽ cho phép chúng ta phân được cái ranh giới giữa cái gân với cái mô cái mềm kế cận, đặc biệt là mỡ. Như vậy những cái gân ví như cái gân Axin phía sau á, thì phía trước nó là một cái khối mỡ, thì cái ranh giới giữa cái gân và cái mỡ nó rất là rõ. Còn chuỗi xung T2 là do chúng cho phép chúng ta phát hiện các cái phù nề và các cái ổ tụ dịch. Thì những cấu trúc phù nề, những ổ tụ dịch nó sẽ tăng cái tín hiệu. Các bạn thấy slide nó di chuyển chưa? Còn chưa thấy á. Rồi, trên màn hình bây giờ là hai cái sung ở mặt phẳng ASEAN. Hình bên trái là sung T1 không phát sáng. Và hình bên phải á là sung T2 có phát sáng, nghĩa là có xóa mở. Hai chỗ súng nó cùng cắt trên một mặt phẳng, qua cùng một mặt phẳng. Thì các anh chị thấy trên cái súng T1 chúng ta thấy các cái gân rất là rõ, nhờ vào cái tương phản cao giữa cái gân với các cái cấu trúc mở xung quanh. Ví dụ như phía sau hết là cái gân Axin, cái màu đen. Thì các anh chị thôi, tôi còn nói cái bơ trượt của cái gân Axin nó luôn luôn phẳng như thế này. Giờ các anh chị thấy nó phồng to lên, lồi ra là bất thường. Cái hai nữa, cái gân Axin thì chúng ta nên nhớ là nó không có cái bao gân, nên không bao giờ có viêm bao gân hay là tụ dịch ở bao gân Axin hết. Nó không có bao gân mà phía trước nó là một cái khối mỡ đây, khối mỡ rất là to. Thì thoái hóa gân Axin chúng ta thấy cái gân này nó tăng tín hiệu lên, tăng kích thước bơ trượt nó không còn phẳng. Còn trong trường hợp rách gân Axin chúng ta sẽ thấy dạng đoạn cái gân này, thì thấy rõ đánh cả cái chuỗi súng Sagittan. Với các cái gân thì người ta phân ra các cái nhóm, ví dụ nhóm ở phía phía mặt trong của cổ chân hoặc nhóm ở mặt ngoài của cổ chân và cái nhóm ở mặt trước của cổ chân. Chiều hôm chúng ta sẽ đi qua lần lượt từng cái nhóm như thế. Trên cái chuỗi xung T2 thì chúng ta thấy cái ranh giới giữa gân với cái mỡ xung quanh nó ít rõ, vì chúng ta dùng cái chuỗi xung xóa mỡ nên cái mỡ này là tín hiệu nó thấp lên. Nhưng mà nếu như có dịch, có phù nề thì chúng ta thấy rất là rõ trên cái chuỗi xung T2 này. Thì chúng ta dùng T2 phát sáng để nó xóa cái tín hiệu của mỡ. Và khi có những cái tổn thương bất thường, phù nề hoặc tụ dịch thì chúng ta sẽ thấy được. Đối với các cái gân cơ thì có thể có những cái loại tổn thương nào? Thì có thể chúng ta có rách gân, thì rách có thể là rách hoàn toàn khi nó đứt hoàn toàn cái gân luôn, hoặc là rách bán phần khi nó rách một phần của gân thôi và chúng ta vẫn còn thấy được các cái thở khác nó vẫn còn liên tục, nên chúng ta gọi là rách bán phần. Hoặc là chúng ta có thoái hóa gân là tendinosis. Thì trong thoái hóa gân thì chúng ta thấy cái gân nó sẽ tăng tín hiệu lên, có thể phù nề tăng kích thước. Ngoài ra chúng ta có thể thấy có viêm cái bao gân,
Thì viêm bao gan này chúng ta cũng thấy cái gan nó có thể tăng tín hiệu lên, có phù nề và đặc biệt là có tràn dịch ở quanh quanh cái gan hay là tụ dịch ở trong trong cái bao gan. Thì ở cổ chân có tổng cộng là 10 cái gân nó đi qua và được chia làm 4 nhóm chính: nhóm gân ở phía sau, nhóm gân ở phía ngoài, nhóm gân ở phía trong và nhóm gân ở phía trước. Thì chúng ta sẽ đi lần lượt qua từng cái nhóm này. Chúng ta sẽ quay lại cái bảng này. Sao? Chúng ta vào. Thì trên cái hình này các bạn thấy tôi có đánh dấu tên của tất cả các cái gân đấy, thì phía sau nó là gân gân Asin. Đối với nhóm gân phía ngoài ấy, thì còn là hai gân, là gân mạc ngắn và gân mạc dài. Đối với nhóm gân phía trong ấy, nó có ba gân, là gân chày sau, gân gấp ngón các ngón dài và gân gấp ngón cái dài. Ngoài ra ở đây chúng ta còn có một cái bộ mạch thần kinh chạy sau, nó chạy về sau này. Ở phía trước chúng ta cũng có ba gân, là gân chạy trước, gân duỗi ngón cái dài và gân gân duỗi các ngón dài. Bây giờ chúng ta vào cái nhóm đầu tiên là nhóm gân cơ ở phía trong, thì nó nằm ở kỳ mặt trong của khớp cổ chân ấy. Thì có ba cái gân này nó sẽ chạy bọc phía sau của cái mắt cá trong, nó vòng xuống cái gang bàn chân, nó bám vào các cái xương ở cái vùng bàn chân. Chức năng của nó là gập cái cổ chân. Mất tiếng mất khôi. Cái mà nó bị lạc đấy các bạn, theo một chút để tôi chuyển cái slide nhưng mà nó chưa hiện ra đến các bạn. Thì đối với các cái gân ở nhóm trong, chúng ta có ba gân là gân chạy sau,
gắn gấp các ngón dài và gân gấp ngón cái dài. Thì ba cái gân này á, nó có ba cái tên nickname để chúng ta nhớ cho nó dễ. Gân cơ chạy sau, tiếng Anh của nó là posterior tibialis, còn nhớ chữ T, tom, gân gấp các ngón dài, plantar digitorum longus. Các bạn nhớ cho cái D, dick, và gân gấp ngón cái dài, tiếng Anh là plantar hallucis longus. Các bạn nhớ cho Harry. Thì bài gân này sắp xếp từ trước ra sau là Tom, Dick và Harry. Tom là tibio là chạy sau, Dick là digitorum là các ngón, và Harry là hallucis là ngón cái dài. Thì các bạn qua các phim Mỹ, các bạn có biết có cái phim Tom, Dick, Harry. Tom, Dick and Harry là cái phim hài cũng từ những cái thập niên 90 à. Thì có chữ N ở đây nữa là bộ mạch thần kinh chạy sau, nó nằm xen giữa cái này. Đây, thì đây là trên sơ đồ của bác. Bác thì gần như thế. Thì phía trước là gần cơ chạy trước, rồi đến gân gấp các cái ngón, rồi đến gân gấp ngón cái dài. Ba cái gân nó chạy từ trên xuống, rồi nó vòng xuống như thế. Trên mặt phẳng ASEAN thì chúng ta cũng thấy ba cái gân nó sắp xếp từ phía trước ra phía sau. Thì phía trước bắt đầu là gân cơ chạy sau, rồi gân gấp các ngón dài và gân gấp ngón cái dài. Và ra phía ngoài này chúng ta còn có cái bộ mạch thần kinh chạy sau, nó chạy như thế này. Thì đó, Tom, Dick và Harry là ba cái gân. Vậy ở mặt trong, khi các bạn đọc cụm từ, các bạn lần lên trên xuống nhìn vào cái mắt cá trong, các bạn thấy ba cái gân như thế này. Thì nhớ cho việc trước là gân cơ chạy sau, gân gấp các ngón dài và gân gấp ngón cái dài, thì luôn luôn phải ba gân như thế. Đó là cái gân của khớp cổ chân nhỏ nhóm trong. Thì chúng ta có thể thấy một số cái bất thường hay gặp nhất ở vùng khớp, vùng nhóm cơ trong này á, là các cái viêm bao gân. Ví dụ trong trường hợp này chúng ta thấy có tụ dịch ở quanh cái gân chạy sau này, thì dịch thì nó sẽ tăng tín hiệu trên cái chuỗi sung sung thứ hai. Ngoài ra thì gân chúng ta thấy nó tăng kích thước lên. So với cái hình nôi này chúng ta thấy cái gân nó vừa phải, còn cái gân này chúng ta thấy nó phì đại lên, mày có thoái hóa gân, có tụ dịch ở quanh quanh cái bao gân. Hoặc trong trường hợp này thì chúng ta thấy có rắc thì gân chạy sau. Thì gân chạy sau bây giờ chúng ta thấy nó tách đôi ra. Cái đường rắc này rất là hay gặp ở các cái gân ở khớp cổ chân. Thì nó đường rắc dọc và nó tách cái gân ra thành hai hai nửa. Thì đường rắc chúng ta thấy nó tăng tín hiệu ở đây. Nó tách hai cái nửa gân thì hai cái phần gân nên nó giảm tín hiệu ở đây. Thì gân chạy sau này này, gân gấp các ngón và gân gân gấp ngón cái dài. Tương tự trường hợp này thì cũng tương tự, nhưng chúng ta thấy viêm bao gân ở gân gấp ngón cái dài, chúng ta thấy tụ dịch nhiều quanh cái bao gân. Bây giờ chúng ta qua nhóm thứ hai là nhóm phía ngoài. Phía ngoài thì có hai gân thôi, là gân mạc ngắn và gân mạc dài.
Hai cái gân này thì nó nằm trong một cái bao chung, gọi là bao chung của các cơ mạc, và có các cái mạc giữ cơ mạc trên và mạc giữ gân cơ mạc dưới. Thì hai cái gân cơ mạc này nó sẽ chạy bọc phía sau của cái mặt cá ngoài. Thì trên hàng cổng thứ tư, các anh chị lăn từ về trên xuống thì qua ngay phía sau của cái mắt cá ngoài là chúng ta sẽ thấy hai cái gân. Thì gân mạc trước, cái gân mạc ngắn nó nằm phía trước, và gân mạc dài nó sẽ nằm ở phía sau. Ta qua cái hình ảnh cộng hưởng từ trên mặt phẳng ASEAN, các bạn chờ chụp nó, hình ảnh nó lâu hơi chậm. Cho bạn thấy cái hình ảnh cộng tư chứ? Dạ rồi. Giờ thấy rồi thầy. Rồi, cho bạn thấy. Thì ở đây chính là cái xương mạc, đúng không? Cái đầu dưới xương mạc nó nhỏ, đầu dưới xương chày thì nó to cái này. Thì ngay phía sau cái đầu dưới xương mạc chúng ta thấy có cái gân cơ mạc mạc ngắn và cái gân cơ mạc dài ở đây. Thì hai cái gân trên mặt phẳng sagittal chúng ta thấy rõ cái gân cơ mạc ngắn nó chạy ở phía trước, còn cái gân cơ mạc dài nó chạy phía phía sau. Nhưng mà chúng các bạn thấy cái gân cơ mạc dài nó ép cái gân cơ mạc ngắn vào cái mặt sau của cái xương, cái đỉnh xương mạc. Và đó là cái lý do mà chúng ta hay thấy rách cái gân cơ mạc ngắn, là do nó áp lực cơ học của cái gân cơ mạc dài nó ép vào như thế này. Trên mặt phẳng ASEAN chúng ta cũng thấy rõ cái gân cơ mạc ngắn nó nằm về trước, gân cơ mạc dài về sau. Và cái rách gân cơ mạc ngắn thì nó hay gặp cái dạng cái gân nó bị biến dạng hình cung như thế này, do cái gân cơ mạc dài về sau, do trong cái động tác gập cổ chân ấy, thì cái gân cơ mạc dài nó ép cái gân cơ mạc ngắn vào ở cái phía sau của cái chõm xương mạc, và gân cơ mạc ngắn nó bị biến dạng hình cũng như thế này. Đây là một làn dạng rách hay gặp của gân cơ mạc ngắn. Ngoài ra chúng ta thấy có tụ dịch ở quanh cái bao gân. Thì dịch thì nó tăng tín hiệu trên đến chuỗi xung cộng từ T2. Trường hợp này thì chúng ta thấy nó đứt luôn cái gân cơ mạc ngắn, nó cái mũi tên màu đen này này, thì chúng ta không còn thấy cái gân cơ mạc ngắn nữa, mà chỉ có thể cái gân cơ mạc dài ở phía phía sau. Còn trong cái gân cơ mạc ngắn, cái bao gân cơ mạc ngắn phía trước á, chúng ta thấy không còn thấy cái cấu trúc gân giảm tín hiệu, mà chỉ thấy một cái vùng dịch như thế này thôi. Vậy nó rách hoàn toàn cái gân cơ mạc ngắn. Bây giờ chúng ta vào cái nhóm phía trước của cái cổ chân. Thì phía trước cổ chân nó cũng có
ba cái gân tương tự như cái nhóm phía trong vậy. Các bạn nhớ là nhóm phía trong thì có gân cơ chạy sau, gân cơ gấp chặt ngón dài và gân cơ gấp ngón cái dài. Thì phía trước là các cái gân gân duỗi, bao gồm gân cơ chạy trước, gân cơ duỗi ngón cái dài và gân cơ duỗi các ngón dài. Ba cái gân tương tự như gân nhóm trong nhưng mà cái cách sắp xếp nó khác nhau một chút. Thì phía to nhất là cái gân cơ chạy trước, nó nằm như thế này. Rồi đến gân các gân duỗi các ngón dài, rồi đến gân duỗi ngón cái dài. Đây như là cái gân cơ chạy trước ở đây, rồi gân duỗi ngón cái dài, rồi gân duỗi các ngón dài. Thì cái nhóm gân phía trong thì chúng ta có Tom, Dick và Harry. Thì ở đây chúng ta lại có Tom, Harry và Dick, nghĩa là gân cơ chạy trước, rồi đến gân cơ duỗi ngón cái, rồi mới đến gân cơ duỗi các ngón. Thì cũng ba cái gân tương tự như nhóm gân trong nhưng mà nó sắp xếp hai cái gân nó khác nhau một chút thôi, để đảo cái vị trí của gân cơ duỗi ngón cái và gân cơ duỗi các ngón. Trên mặt phẳng ASEAN thì chúng ta cũng thấy các cái gân nó giảm tín hiệu và nó cũng sắp xếp từ trong ra ngoài như thế. Thì về trong hết là cái gân cơ chạy thế trước. Tiếp theo là gân cơ duỗi ngón cái dài và phía ngoài cùng là gân cơ duỗi các ngón dài. Đây đây chính là cái gân cơ trước, đây là gân cơ duỗi ngón cái dài. Và đây là gân cơ duỗi ngón dài. Ở phía sau thì nhóm gân phía sau và nhóm cuối cùng thì chúng ta chỉ có một gân thôi, đó là gân asin. Thì gân asin là cái gân nó hợp nhất giữa cái cơ dép và cơ bụng chân. Thì gân cơ asin thì nó không có cái bao gân nên các bạn sẽ không bao giờ thấy nó tụ dịch trong cái bao gân của gân cơ asin cả, nó không có cái bao gân. Mà nếu như nó có tổn thương thì chúng ta sẽ thấy dịch nó nằm len lỏi trong cái lớp mỡ phía trước gân cơ asin, nghĩa là lớp mỡ phía sau của cái xương xương sên và cái đầu dưới của xương chày và xương mạc. Cái gân asin có cái bờ trước và bờ sau nó phẳng và song song với nhau.
Các bạn hãy chuyển qua cái hình sai cái tán chứ. Như bị lag đúng không? Dạ chưa thầy. Ừ. Chuyển qua rất chậm. Rồi, thì bắt đầu mới có cái hình ảnh xa cái tan. Thì các bạn thấy là cái ở trên hình xa cái tan thì hình ở bên phải á, thì cái bờ trước và cái bờ sau của cái gân Gassin nó song song với nhau, và cái bờ trước nó luôn 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 phẳng như thế này. Cái Gassin nó đến bám vào cái xương gót phía trước của nó, có một cái khối mở thấy rất rõ ở trên cái súng T1 ASEAN ở đây. Thì cái bờ về trước các bạn thấy nó phẳng như thế này. Trong trường hợp mà có bất thường, khi mà chúng ta thấy cái gân nó tăng tín hiệu lên, ví dụ trên chuỗi súng T2 này chúng ta thấy cái gân nó tăng tín hiệu lên, cái bờ trước nó không còn phẳng và song song với bờ sau nữa, thì lúc đấy cái gân này bất thường. Thì như trong trường hợp này nó có rách bản phần, một số cái thở ở đấy nó mất cái cấu trúc, nó tăng tín hiệu lên, nó kèm phù nề cái lập mở ở phía trước của gân Gassin. Trên mặt phẳng ASEAN chúng ta thấy một số cái thở nó bị rách ở đây, rách bản phần Gassin. Chúng có thể gặp cái trường hợp nó rách hoàn toàn cái gân Gassin luôn, thì chúng ta sẽ thấy rõ trên cái mặt phẳng xa cái tan chuỗi súng T2. Lúc đấy chúng ta thấy không còn cái cấu trúc của cái gân nữa, mà thay vào đó là một cái vùng tín hiệu của dịch. Những trường hợp này chẳng bằng chơi dùng cho nó chuyển qua cái slide sau. Trường hợp cắt hoàn toàn của cái gân Gassin. Này, thì các bạn thấy về trường hợp rắc gân cơ Gassin á, trên chuỗi súng T1 chúng ta sẽ khó thấy, chúng ta không thấy được cái gân tín hiệu nó rõ như thế nào, và cái vùng dịch xung quanh á, nó làm cái vùng này nó nhòe đi, chúng ta không thấy rõ gì hết. Nhưng mà trên T1 như thế chúng ta biết bất thường, thì chúng ta sẽ nhìn qua cái chuỗi súng T2. Trên chuỗi súng T2 chúng ta thấy cái gân nó bị mất liên tục, và thay vào đó là cái vùng vùng dịch nó tăng tín hiệu trên cái chuỗi súng T2 nó như thế này. Trong trường hợp thoái hóa gân, những cái người mà họ chơi thể thao nhiều hoặc là do tính chất công việc cái cử động nhiều cái cổ chân ấy, thì cái gân nó dễ bị thoái hóa. Thì chúng ta sẽ thấy cái gân nó phì đại lên, không còn giảm tín hiệu đồng nhất như là một cái gân bình thường nữa, mà có cái vùng nó tăng tín hiệu. Và đặc biệt là chúng ta sẽ thấy cái bờ trước của cái gân nó không còn phẳng. Những thầy dùng trong trường hợp này, cái bờ trước của gân nó lồi lên như thế này. Thì chúng ta thấy được trên các cái súng T1 cũng như T2, trên mặt phẳng xa cái tan những thầy cái phía tế nó chạy xuống nó phồng lên như thế này. Trên mặt phẳng ASEAN thì chúng ta thấy cái bờ trước của gân
nó phồng lên, nó còn phẳng. Các bạn nhớ những cái hình ảnh trước bình thường, những cái gân này đây nó rất phẳng, cái bờ trước nó rất phẳng, ở đây cái bờ trước nó bị phồng lên. Bây giờ chúng ta qua các cái dây chằng. Chúng ta có một cái vấn đề đối với khớp cổ chân đó, có rất nhiều dây chằng. Vì sao? Vì khớp cổ chân là khớp chịu lực rất nhiều, nó có rất nhiều các cái cấu trúc xương, nên tương quan với các cái xương đấy là các cái dây chằng. Thì có rất là nhiều cái dây chằng chằng chịt, thì người ta phân ra ba nhóm chính: nhóm dây chằng chai mạc, nhóm dây chằng bên phía ngoài, dây chằng bên phía trong, nó gọi là dây chằng delta đấy. Đây là nhóm, trên hình ảnh này chúng ta thấy nhóm dây chằng bên phía ngoài và dây chằng chai mạc. Thì dây chằng chai mạc, chúng ta có dây chằng chai mạc trước với dây chằng chai mạc sau. Dây chằng bên phía ngoài thì nó có các cái dây chằng nối giữa cái đỉnh của xương mạc với các cái khối xương ở cổ chân, thì có dây chằng xiên mạc trước, dây chằng xiên mạc sau và dây chằng gót mạc. Đối với nhóm dây chằng bên phía trong hay là dây chằng delta thì chúng ta cũng tương tự như thế, chúng ta có các cái dây chằng nối giữa cái đỉnh của cái xương chày với các cái xương cổ chân, thì chúng ta có dây chằng chày xiên chày sau, dây chằng xiên chày trước, dây chằng chày gót, rồi dây chằng chày ghe. Thì bốn cái dây chằng này nó tạo thành một cái hình rẽ quạt, chúng ta gọi là cái dây chằng delta. Vậy thì câu hỏi là với rất nhiều dây chằng như thế thì cái dây chằng nào nó hay gãy, hay bị đứt nhất, hay bị tổn thương nhất trong chấn thương? Khi chúng ta đọc cầu hướng tư á, thì nếu như các bạn không biết xác định rõ cái dây chằng nào hay bị tổn thương thì chúng ta sẽ bị lạc lối, nên nó có quá nhiều dây chằng. Chúng ta phải thấy trên, phải xem trên rất nhiều cái mặt phẳng khác nhau thì chúng ta mới xác định được đâu là dây chằng gì. Thì một cái nguyên tắc để là dây chằng thì nó phải giảm tín hiệu trên tất cả các chuỗi xung, trên cả chuỗi xung T1 và T2. Tùy vào cái hướng đi của dây chằng mà chúng ta sẽ thấy rõ trên mặt phẳng ASEAN hay mặt phẳng coronal. Ví dụ dây chằng chày mạc trước và dây chằng chày mạc sau thì nó nằm hướng nằm ngang, thì nó, chúng ta sẽ thấy rõ trên cái mặt phẳng ASEAN. Như đây, trên cái là các ASEAN qua cái đầu dưới của xương chày và xương mạc á, thì chúng ta sẽ thấy hai cái dây chằng, dây chằng chày mạc trước và dây chằng chày mạc sau. Cái mũi tên đen là dây chằng chày mạc trước, mũi tên trắng là dây chằng chày mạc sau. Nhóm dây chằng bên ngoài, trong cái nhóm dây chằng bên ngoài á, thì dây chằng to nhất, dễ xác định nhất là cái dây chằng xiên mạc trước. Thì trên cái mặt phẳng ASEAN, sau khi các bạn có cái dây chằng chày mạc rồi, thì các bạn kéo xuống một hai là cắt quá khỏi cái đầu dưới của xương chày là đến cái xương xiên, thì chúng ta sẽ thấy một cái dây chằng rất là to nối giữa xương xiên với xương mạc ở phía trước như thế này. Và mũi tên trắng, đây là cái dây chằng xiên mạc trước. Thì cũng thấy rõ ở trên cái mặt phẳng ASEAN. Các dây chằng khác mà nó có hướng chạy dọc, hướng chạy trên xuống, ví dụ như dây chằng gót mác chẳng hạn, thì vì nó có hướng chạy từ trên xuống dưới,
thì chúng ta thấy rõ trên cái mặt phẳng Sagittan, hoặc tốt nhất là trên mặt phẳng Coronan. Ở đây trên cái mũi tên đỏ, các bạn thấy cái dây chằng xên mặt sau. Thì dây chằng xên mặt sau nó chạy ở cái mặt sau của cái xương mạc đến cái bờ sau của cái xương xên. Và chúng ta phải rồi chúng ta thấy có cái dây chằng xên mặt trước, ở đây có dây chằng xên mặt sau. Đây thì mũi tên trắng, đây dây chằng xên mặt sau. Thì với dây chằng xên mặt sau chúng ta thấy rõ nhất trên cái mặt phẳng ASEAN như ở đây, hoặc là mặt phẳng Coronan, chúng ta thấy nó nối ở cái bờ trong của cái xương chòm xương mạc vào cái xương xương xền như thế này. Thì cổ chân nó có rất nhiều dây chằng, nhưng mà may mắn một cái á, là nó chỉ có tổn thương thường gặp nhất ở một số dây chằng thôi. Thì hay gặp nhất là cái dây chằng xên mặt trước. Dây chằng xên mặt trước là dây chằng hay gặp nhất, hay gặp tổn thương nhất. Thì trên một nửa trường hợp mà chấn thương ở khớp cổ chân mà có tổn thương dây chằng thì chúng ta sẽ gặp tổn thương cái dây chằng xên mặt trước. Tiếp theo chúng ta có cái dây chằng gót mác, và tiếp theo nữa là dây chằng xên mặt sau. Thì đây là ba cái dây chằng hay gặp nhất và chiếm đến 85% các trường hợp tổn thương dây chằng ở gặp cổ chân. Thì ba cái dây chằng này đều thuộc cái nhóm dây chằng ở phía ngoài, đúng không? Các dây chằng chay mạc thì rất là ít khi thấy tổn thương. Chỉ những cái trường hợp chấn thương lớn, có gãy xương, có bong cái khớp ở cổ chân thì chúng ta mới thấy tổn thương cái dây chằng chay mạc. Còn những cái chấn thương không đủ mạnh như thế thì thường sẽ không thể tổn thương cái dây chằng chay mạc, mà hay gặp nhất là dây chằng xên mạc trước. Là do cái cơ chế cái khớp cổ chân, khi chúng ta bệnh nhân đi bị vấp bổ chẳng hạn thì cổ chân hay bị gấp vào phía trong thì nó sẽ kéo căng cái dây chằng xên mạc trước. Bởi vậy cái dây chằng xên mạc trước nó rất hay gặp tổn thương. Về tổn thương dây chằng xên mạc hay dây chằng nói chung thì chúng ta thấy những hình ảnh gì? Dễ nhất là các bạn tìm các cái tụ dịch ở quanh cái dây chằng trên chuỗi xương T2, thì có tụ dịch nhiều là nó dấu chỉ điểm cho chúng ta thấy cái dây chằng là có tổn thương. Chúng ta nhìn kỹ vào chúng ta sẽ thấy dây chằng nó có thể mất liên tục hoàn toàn hoặc một phần, có thể kèm có phù nề xung quanh, và có thể có tăng tín hiệu trên chuỗi xương T2. Ví dụ trường hợp này tổn thương dây chằng xên mạc trước. Ở cái lạc cắt ASEAN cắt qua kỳ xương xên và cái đầu dưới của xương mạc, chúng ta sẽ thấy ở đây là cái dây chằng xên mạc trước. Cái dây chằng xên mạc trước, cái dây chằng to nhất thấy rất là rõ. Nhưng trong trường hợp này chúng ta thấy chỉ còn một vài thở sợi thôi, còn lại nó tù dịch xung quanh, nó chưa được hoàn toàn, vẫn còn một vài thở. Và đây là rách bản phần cái dây chằng xên mạc trước. Trường hợp này tương tự như thế, nó rách cái dây chằng xên mặt trước bản phần, chúng ta thấy cái phần cái dây chằng xên mặt trước nó tín hiệu nó tăng không đồng nhất, không còn thấy rõ các cái bó sợi.
Trường hợp này thì nó rách hoàn toàn cái dây chằng trên mạc luôn, trên mạc trượt luôn. Chúng ta thấy cái dây chằng trên mạc trượt ở đây nó bị mất liên tục và tụ dịch xung quanh rất là nhiều. Thế chính cái tụ dịch nhiều này nó là cái dấu chỉ điểm giúp chúng ta biết rằng à ở đây có cái vùng bất thường và chúng ta phải nhìn kỹ vào chỗ này để xem trên mạc trượt. Đây tương tự như thế, rách hoàn toàn cái dây chằng trên mạc trượt. Ở cái mũi tên màu đỏ chúng ta thấy dây chằng trên mạc trượt nó mất liên tục và tụ dịch quanh thì khối xương cổ chân rất nhiều. Cứ có một số ca nhưng mà do cái màng lạc quá nên không thể chịu được, một số ca ở trong cái phần mềm chịu lên chỉ cho cả chị không thấy được vì do cái màng bị lạc. Thì bữa sau chúng ta đi học lại tôi sẽ giới thiệu cả chị và khi nào có cái màng nó cải thiện tốt hơn. Thì tóm tắt lại trong cái bài học ngày hôm nay là cái khớp cổ chân là có cấu tạo giả phẫu rất phức tạp, rất là khó nhớ tên của các cái cấu trúc ở đây. Thì có hai cái nhóm khó nhớ nhất đấy là các cái gân, thứ hai là các cái dây chằng. Thì đối với các gân thì các anh chị phân ra từng nhóm để học cho dễ nhớ. Cái nhóm gân Asin thì sau rất là dễ. Tiếp theo cái nhóm quan trọng là nhóm gân ở phía trong của cái cổ chân, bao gồm gân cơ chạy sau, gân cơ gấp các ngón, gân cơ gấp cái. Thì các bạn nhớ cho cái nickname Tom, Dick, Harry đấy để chúng ta dễ nhớ từ trước ra sau. Thì nhóm phía ngoài hay gọi gân cơ mạc ngắn, gân cơ mạc dài. Thì gân cơ mạc ngắn nó nằm phía trước và nó bị kẹp giữa cái gân cơ mạc dài và cái xương mạc, nên hay gặp tổn thương của gân cơ mạc ngắn. Thì nhóm gân phía trước bao gồm gân cơ chạy trước, gân cơ duỗi các ngón và gân cơ duỗi ngón cái dài thì nó ít gặp tổn thương hơn. Đối với các cái dây chằng thì có rất nhiều cái dây chằng. Tuy nhiên các bạn chú ý cho cái dây chằng quan trọng trọng nhất là dây chằng trên mạc trượt. Hầu như trong một cái chấn thương khớp cổ chân mà nếu có tổn thương dây chằng thì sẽ là tổn thương dây chằng trên mạc trượt. Vậy đầu tiên là nhìn vào dây chằng trên mạc trượt mà thấy nó bình thường thì hầu như là yên tâm. Tất nhiên là các bạn vẫn phải tìm các cái dây chằng khác đúng không, phải qua tính tất cả các mặt phẳng, nhưng mà luôn luôn phải nhìn vào cái dây chằng trên mạc trượt trước, rồi dây chằng gót mạc, dây chằng trên mạc sau, các cái dây chằng chai mạc trước hay chai mạc sau thì rất là khó tổn thương, ít khi gặp tổn thương. Chú ý các kỳ ổ tụ dịch, nếu như có tụ dịch nhiều tăng tín hiệu trên chuỗi xương T2 thì đấy là cái dấu chỉ điểm bất thường, chấn thương hay là viêm vân vân, thì chúng ta sẽ thấy nó tụ dịch ở quanh cái vùng tổn thương này. Thì trong cái bài ngày hôm nay chủ yếu nói về cả cái chấn thương thôi và tổn thương các cái phần mềm, dây chằng, gân cơ. Có những cái khác chúng ta chưa có dịp nói, ví dụ như là cái tổn thương của xương sên. Thì khi mà đọc cụm từ khớp cổ chân á, là phải chú ý cái xương sên nè, thì nó hay có cái hoại tử vô mặt của xương sên. Ở cái vòm của xương sên ấy, thì hoại tử vô mặt này có thể là do chấn thương, sau chấn thương nó gây vỡ, gây tổn thương cả mạch máu, gây hoại tử vô mặt, hoặc là các cái nguyên nhân khác không rõ, ví dụ là người hút thuốc lá, đái tháo đường, hoặc là người thở lằn chẳng hạn, có những cái nguy cơ gây hoại tử vô mặt. Thì sau này đi lâm sàng thì có dịp tôi sẽ giới thiệu anh chị một số cái trường hợp như thế. Thì khi mà đọc khớp cổ chân thì một điều chú ý nữa là phải luôn phải nắm cái cơ chế tổn thương, lý do vì sao bệnh nhân vào viện, cơ chế chấn thương như thế nào, lâm sàng bệnh nhân đau như thế nào, thì phải khám bệnh nhân để chúng ta khu trú. Nếu không chỉ bật cái máy lên qua cái hình không này các bạn sẽ thấy rất là dễ bị lạc lối vì nó có rất nhiều cái tổn thương, rất nhiều cái cấu trúc phức tạp. Thì như vậy tôi giới thiệu xong để chị phân
xương khớp, nói chung là các cái phần chính. Thì đã giới thiệu xong, bao gồm cái những cái bài giảng của thầy Lợi trước đây, bài giảng của tôi từ khi nghỉ dịch đến bây giờ, như vậy là xong. Một số cái phần khác ít chập hơn này các anh chị tự đọc tài liệu. Bắt đầu bữa sau chúng ta sẽ chuyển qua học thần kinh. Thì lập trường các lớp liên lạc với thầy Cường, tôi còn nói thầy Cường rồi, thì thầy Cường sẽ sắp xếp dạy thêm cái phần thần kinh. Thì phần thần kinh này sẽ có hai người dạy chính là thầy Cường và tôi. Thì bữa sau chúng ta sẽ bắt đầu nói về cái thần kinh. Thì bài đầu tiên của tôi là các bạn đọc cho cái phần tai biến mạch máu não. Tôi sẽ nói cái bài tai biến mạch máu não đầu tiên. Bài tiếp theo là chấn thương sọ não. Và sau đây sẽ nói tiếp các cái tổn thương khác. Nghe gọi hỏi chứ không? Nếu các anh chị cũng có chi hỏi thì chúng ta kết thúc ở đây. Bữa sau chúng ta sẽ gặp nhau tiếp. Hy vọng lúc đấy cái màng nó ổn định hơn. Xin chào các anh chị.